Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng để cập nhật những thông tin nhanh và nóng trong ngày. Người bỏ quên cháu bé trường ghét quay tới tử vong tiết lộ một uẩn khúc liên quan đến chiếc áo và quả bóng bay là Người đón trẻ tại trường Gateway quay đã kể tương tận hành trình đón rồi bỏ quên bé Long trên xe dẫn đến tử vong. Có hai chi tiết mà bà khá là thắc mắc chưa lý giải được. Như Thi đã đưa tin trước đó là bà Nguyễn Bích Quy, 55 tuổi, là người đưa đón học sinh của trường phổ thông liên cấp Gateway quay rồi bỏ quên cháu bé dẫn đến tử vong. Sau khi được phóng viên hỏi thì người phụ nữ này đã kể tương tận quá trình chi tiết từ đón các bé cho đến lúc giao trả các bé. Bà Quy nhớ rất rõ là cháu Long được xếp ngồi ở trong cùng hàng ghế thứ hai từ cuối lên. Cháu lúc đó hoàn toàn khỏe mạnh, mặc áo màu đỏ sẫm, cháu rất ngoan và nghe lời. Ở điểm cuối do có hai cháu quái khóc cho nên bà phải tập trung vào bế và dỗ hai cháu này. Thành ra lúc xuống xe bà đã quá lờ lạc không kiểm tra lại kỹ là còn cháu nào trên xe hay không. Nhìn sơ qua không còn thấy ai nên bà liền đóng cửa lại rồi hối các cháu đi vào. Sau đó thì ký vào biên bản bàn giao đủ 13 cháu tính cả cháu Long rồi đi về. Như vậy là bà bàn giao và giáo viên nhận bàn giao cả hai đều không kiểm đếm lại số lượng học sinh. Vào đến 14 giờ kém 15 thì bà lại đến trường để đón các cháu. Lúc này lái xe đã chờ ở ngoài khi tôi đi vào đón thì chỉ có chín cháu và thiếu mắt cháu long ngay sau đó tôi đã báo cáo cho cô giáo và cô này đã trực tiếp báo lên ban giám hiệu nhà trường cô ấy cũng bảo tôi dẫn chín cháu ra xe trước rồi vào tìm bạn long sau bà chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút mở cửa xe và phát hiện ra cháu long tử vong dưới sàn xe tôi vào thấy cháu đã nằm ngựa duỗi thẳng chân tay ngay sau hàng ghế lái lúc đó tôi run hết cả chân tay không làm gì được có một phụ huynh gần đó đã bế lòng chạy vào phòng y tế của trường để cấp cứu. tuy nhiên thì có một chi tiết đáng chú ý mà bà quy cũng thắc mắc đó chính là chiếc áo của cháu. bà quy nói lúc này cháu đã mặc áo sang màu sáng màu chứ không còn là màu đỏ giống như lúc tôi đó nữa. và tất cả mọi người đều thắc mắc là ai đã thay áo cho cháu. bà quy thì nghi vấn rằng trong lúc bối rối như vậy thì làm sao cháu có thể tự thay áo được. tuy nhiên có một điều mà thi khá là thắc mắc. Không biết là quý thính giả có thắc mắc giống thi hay không? Đó là trong tất cả những thông tin được tiết lộ ra thì chưa có ai nói về hành tung của chiếc áo màu đỏ mà bé Long mặc hồi sáng bây giờ đang ở đâu. Và có một chi tiết thứ hai mà cô Quy này tiết lộ ra, đó chính là quả bóng bay kỳ lạ xuất hiện trên xe vào thời điểm phát hiện ra xác của cháu Long. Bà Quy nói là tôi thấy có một chi tiết lạ mà tôi quên không thông báo với cơ quan công an đó là vào buổi chiều tôi thấy một quả bóng bay có dây buộc ở trên xe tôi không chắc là buổi sáng đã có hay chưa nhưng nếu của cháu nào đó thì cháu ấy đã cầm theo bản thân tôi cũng không có ký ức về quả bóng bay này lúc sáng đặc biệt bà quy cũng không biết và cũng không hiểu vì sao tài xế lại không thể thấy cháu bé dù là mở cửa lên giáo viên trường thầy thiếu học sinh cũng không hề gọi cho tôi để hỏi cháu long có đến trường hay không đáng lẽ họ phải hỏi tôi có đón cháu long hay không chúng tôi đều có số điện thoại của nhau mà bà quy cho hay tôi có lỗi tôi không quan sát hết các trẻ trên xe nhưng tôi hoàn toàn không mong muốn việc này xảy ra tôi sợ lắm chắc chắn tôi sẽ phải chịu án tù rồi tôi chỉ mong gia đình cháu bé tha thứ cho tôi dù nỗi đau mắt con thực sự đau lắm nhưng cúi xin gia đình cho tôi được tà lỗi trước vòng linh cháu bé bà quy nghẹn ngào một người phụ nữ đã khá là già, 55 tuổi và đi làm ngày thứ hai trong một lĩnh vực mà mình chưa từng làm trước đó và cũng không được đào tạo hay là nhắc nhở cái gì hết. Vì vậy, bà không lường trước chuyện là có học sinh sẽ ngủ quên. Chính sự cầu thả không kiểm tra lại đó cho nên bà Quy đã không thể nào nhớ được là mình có chắc để quên bé nào trên xe hay không. Nhưng mấy ngày gần đây chúng ta thấy là bà Quy cũng dám đối diện với truyền thông, với báo chí cố gắng kể lại một cách chân thành chân thật nhất những chi tiết nhỏ trong quá trình mà mình đưa đón và trả các bé như thế nào để bỏ quên các bé còn với nhân vật tài xế hay là nhân vật giáo viên chủ nhiệm hay là người trực điện thoại thì gần như là bịt tâm báo chí không thể tiếp cận và phỏng vấn vì vậy chúng ta không thể đối chiếu được những lời khai cái này phải phụ thuộc vào cơ quan chức năng mà mọi người biết không Thực sự thì tôi cũng không biết là có nên tin vào cơ quan chức năng hay không. Thì có đọc qua một thông tin thì được biết là người nhà của Diệp lớn trong công an điều tra lại là một trong bốn cổ đông chính của lại tập đoàn Edofit. Chính là công ty thành lập ra trường Gateway đó mọi người. Nhưng đổi lại thì áp lực dư luận trong vụ này rất là lớn. Hy vọng là vụ này sẽ được làm đến nơi đến chốn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Nếu yêu thích thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía phía dưới. Bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhấn tiếp vào đây để chúng ta xem thêm những video khác. Quý vị và các bạn nếu chưa đăng ký nhận tin thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.